Mình vừa đọc cuốn Nghệ thuật tư duy rành mạch của tác giả Rolf Dobberly và thấy có vài lỗi tư duy trong cuốn sách rất thường gặp ở các bài viết trên Internet, ví dụ như trên Facebook, báo chí hay các diễn đàn. Do đó mình chia sẻ để một số bạn lười đọc sách mà chỉ thích đọc những bài kiến thức mì ăn liền trôi nổi trên Internet giống mình biết mà tránh. Các lỗi tư duy: thành kiến chứng thực. Thành kiến chứng thực là hiện tượng người viết cung cấp thông tin và bằng chứng sao cho phù hợp với những lý thuyết, đức tin và quan điểm sẵn có của họ. Họ lờ đi các bằng chứng không ủng hộ quan điểm của mình và cố gắng nhồi nhét vào bài viết những thuyết âm mưu, những giả thuyết, rồi lập luận bằng vài chứng cứ sơ sài với những ngôn từ đao to búa lớn. Ví dụ, một bài viết có chủ đề Steve Jobs thành công nhờ phong cách lãnh đạo độc đoán. Sau khi xác định được quan điểm của bài viết, người viết sẽ liệt kê các ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán nhưng lại lờ đi những tác hại của phong cách này. Dẫn chứng bằng những nhà lãnh đạo độc đoán thành công khác như Jeff Bezos nhưng không hề nhắc tới những nhà lãnh đạo thành công khác theo phong cách mềm mỏng. Họ không tìm và cũng không thể đưa ra thống kê về những trường hợp thất bại của phong cách lãnh đạo độc đoán, những nhà lãnh đạo thành công theo phương pháp lãnh đạo mềm mỏng, vì việc này sẽ hoàn toàn làm hỏng quan điểm chủ đề của bài viết. Mạng xã hội là một mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những bài viết kiểu này. Luôn có một lượng lớn người đọc dễ dãi không có tư duy phản biện và chỉ muốn đọc những bài viết ủng hộ cho quan điểm sẵn có của mình. Họ thường có xu hướng thích like, share và tìm kiếm những người viết có cùng quan điểm với mình. Và hệ thống gợi ý những bài viết, những video liên quan của Facebook hay YouTube hiện nay lại càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng, góp phần làm cho những tư tưởng lệch lạc của họ càng ngày càng được củng cố vững chắc. Để tránh rơi vào cái bẫy thành kiến chứng thực, người đọc nên tỉnh táo tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến bài viết và tiếp cận những quan điểm trái chiều. Dù có thể khó chịu khi những quan điểm mới có thể đi ngược lại với những niềm tin sẵn có của bản thân, nhưng mình nghĩ những lợi ích mang lại thì rất đáng để làm. Thứ hai, thành kiến chuyện kể. Theo lời giới thiệu của Stephen Hawking trong cuốn Lược sử thời gian, mỗi một phương trình mà tôi đưa vào cuốn sách sẽ làm giảm số lượng bán đi một nửa. Con người sử dụng những câu chuyện thần thoại để lý giải các quy luật vận hành của thế giới từ rất lâu trước khi có những tư tưởng triết học đầu tiên. Cho đến ngày nay, những câu chuyện đơn giản hóa, dễ đọc, dễ nhớ vẫn luôn dễ được tiếp nhận hơn những công thức, những phương trình, những con số thống kê khô khan, những lập luận khoa học đau đầu. Tuy thế giới hiện đại không còn đơn giản như thời điểm cách đây hàng ngàn năm để có thể lý giải mọi thứ bằng những câu chuyện thần thoại, nhiều bài viết trên mạng xã hội và truyền thông hiện nay vẫn có xu hướng bịa ra những câu chuyện sai lệch, trái với thực tế, thường đánh vào cảm xúc của người đọc nhằm định hướng cho người đọc vì một mục đích nào đó. Hiện tượng này gọi là thành kiến chuyện kể. Kiểu như thế này: Yến chống chọi để tồn tại, tạo hóa không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh rút ruột cho con nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ, nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người danh mãnh khi lấy chiếc tổ Yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến sơ rơ đôi cánh, trơ ra chân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tủy. Cho đến chết đi rồi, Yến vẫn không thể hiểu được giống loài man dợ đang hoan hỉ gọi đó là Hồng Yến. Nếu bạn chưa biết thì Hồng Yến hay Yến huyết hình thành là do Yến làm tổ trên vách hang có sắt oxit màu nâu đỏ. Cá nhân mình thấy những bài viết từ các hội thuận theo tự nhiên, các trang dạy giới trẻ cách làm đàn ông alpha, các hội kêu gào nữ quyền cực đoan và đặc biệt là những trang chính trị độc hại rất thường sử dụng phương pháp này để thao túng đám đông bằng cảm xúc. Tốt nhất mỗi khi đọc câu chuyện nào đó trên mạng xã hội, bạn nên đặt ra các câu hỏi: ai là người kể chuyện, họ kể vì mục đích gì, liệu có những sự thật liên quan nào bị họ giấu đi không? Thứ ba, thành kiến hồi tưởng, hay còn gọi là hiện tượng tôi đã bảo rồi mà. Nó kiểu như thế này: biết ngay không nên cho Quang Hải vào đá, từ hồi giải U23 đá pen chán kinh. Con người luôn có xu hướng đánh giá cao những dự đoán của mình trong quá khứ. Khi đã có kết quả, việc nhìn lại con đường dẫn đến kết quả làm cho người ta có cảm tưởng như là lẽ dĩ nhiên. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy mà khó lường hơn rất nhiều. Năm 2018, người ta nhìn lại thành công của iPhone như một chuyện đương nhiên, hệ điều hành iOS độc đáo, màn hình cảm ứng đi trước thời đại, một CEO tài giỏi, vân vân. Mặc dù vào thời điểm năm 2007, thời điểm chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, có thể chính những người trên lại cười vào mặt những nhận định này với những lý do như điện thoại sử dụng một hệ điều hành dị hợm không ai sử dụng, không ai mua một chiếc điện thoại không có bàn phím, đứng đầu là một vị CEO độc đoán và thường xuyên quát mắng nhân viên, vân vân. Thành kiến hồi tưởng dễ làm người ta ảo tưởng quá cao về khả năng của bản thân khi lờ đi những dự đoán sai của mình trong quá khứ mà chỉ tập trung vào những dự đoán đúng của mình.
kiến thức tài xế. Sau khi nhận giải Nobel vật lý năm 1918, Max Planck bắt đầu một tour đi xuyên nước Đức. Bất cứ nơi nào ông được mời, ông đều giảng cùng một bài giảng về cơ học lượng tử mới. Dần ra, người tài xế của ông bắt đầu thuộc lòng bài giảng đấy. Thật nhàm chán làm sao nếu lần nào ngài cũng giảng lại bài đó. Thưa giáo sư Planck, tôi có thể giảng thay cho ngài ở Munich được không? Ngài có thể ngồi ngay hàng ghế đầu và đội chiếc mũ tài xế của tôi. Điều đó sẽ cho cả hai chúng ta một trải nghiệm mới. Planck thích thú với ý tưởng này. Vậy nên hôm đó người tài xế được trình bày một bài thật dài về cơ học lượng tử trước một nhóm khán giả khá kính. Sau đó một giáo sư vật lý đứng dậy và đặt câu hỏi. Gã tài xế ú ớ chống chế. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng ai đó ở một thành phố tiên tiến như Munich này lại có thể hỏi một câu đơn giản đến như vậy. Sau đây tài xế của tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Theo lời Charlie Munger, có hai dạng kiến thức. Dạng thứ nhất là kiến thức thật sự ở những người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu một đề tài nào đó. Dạng thứ hai là kiến thức tài xế, tức là những kiến thức học thuộc lòng chỉ để thuyết trình. Rất nhiều những bài viết trên mạng đều là dạng kiến thức tài xế, được viết ra sau vài phút tra cứu Google. Khác với kiến thức thật sự, những bài viết từ kiến thức tài xế rất hời hợt và nông cạn. Quan điểm sơ sài, không có liên kết chặt chẽ, do kiến thức được cóp nhặt mỗi nơi một ít, và chính người viết cũng không nắm rõ những kiến thức này, mặc dù đa phần thì họ đều tự cho rằng họ đã hiểu tất cả. Ví dụ, đã sản xuất công nghiệp thì không thể thiếu chất phụ gia, chất bảo quản, và trong cái mớ chất phụ gia đó có thành phần E466, thuộc nhóm chất định hình, và chất này có tác dụng gây rối loạn dạ dày. Câu hỏi mà mình đặt ra cho nhà sản xuất là, với hàm lượng chiết xuất óc chó nhỏ xíu chưa tới 1 gram trong một hộp sữa kia, thì nó giúp ích gì cho vóc dáng, làn da và trí não, như mấy chữ quảng cáo ba tốt in trên hộp, dưới hình ảnh của óc chó rõ to, rõ đẹp như vậy. Hãy tập thói quen đọc thành phần trong mỗi sản phẩm được quảng cáo với đầy mỹ từ hấp dẫn kia, và tập đặt câu hỏi, thực chất thì sản phẩm đó chứa cái gì? Chứ như cái hộp sữa đậu nành óc chó kia, thì nó chỉ toàn là dịch trích đậu nành mà không biết là đậu nành biến đổi gen hay đậu nành giống thuần chủng. Và óc chó thì nó ít không thể tưởng tượng nổi. Và khuyến mãi thêm chất E466 gây rối loạn dạ dày nữa. Ngoài ra thì còn đường tinh luyện, cái chết trắng ngọt ngào có tác dụng tăng axit máu, tích nước trong tế bào mà sản phẩm sản xuất công nghiệp nào cũng vô tư xài. Axit tăng thì kiềm phải giảm, và canxi trong xương phải huy động ra để trung hòa lượng axit này. Bệnh loãng xương giờ đã có manh mối rồi nhá. Rồi còn dầu thực vật nữa, không biết là loại dầu nào, dầu tinh luyện hay là dầu thực vật nguyên chất. Dầu thực vật nguyên chất ép từ hạt mè, hạt lạc, đậu tương thì mình đã từng phân tích rồi. Mắc lắm nên mấy bạn sản xuất công nghiệp không xài đâu, nên chỉ dám xài dầu tinh luyện thôi. Mà tác dụng của dầu tinh luyện là tạo thêm các dị vật trong mạch máu của bạn, khiến máu khó lưu thông và khiến thận của bạn phải gồng lên lọc những dị vật này khi máu chạy qua thận. Đừng hỏi vì sao càng ngày bệnh suy thận rồi sạn thận càng nhiều nhé. Đối với những bài viết về những lĩnh vực khoa học tự nhiên nhưng cả bài chỉ toàn là những nhận định cá nhân, không hề có một dẫn chứng hay số liệu khoa học nào thế này, thì có rất nhiều câu hỏi cần đặt ra như chất E466 đó là chất gì, cấu tạo thế nào, nó tác dụng với chất gì ở dạ dày mà gây rối loạn, liều lượng của chất đó là bao nhiêu thì đủ để gây rối loạn, liều lượng E466 trong sữa Vinamilk là bao nhiêu. Giả sử E466 có hại tới vậy thì Vinamilk đang công khai đầu độc người uống bằng cách ghi rành rành trên vỏ hộp vậy à? Vậy các cơ quan y tế, chính quyền nhà nước các kiểu đang ăn tiền của Vinamilk và đầu độc dân ta à? Đậu nành biến đổi gen khác gì đậu nành thuần chủng? Có bằng chứng nào cho thấy đậu nành biến đổi gen có tác hại hơn so với đậu nành thuần chủng không? Từ bao giờ mà đường với dầu ăn bị coi là chất kịch độc vậy? Hay đi mua sữa trôi nổi ngoài đường uống? Lỡ mốt có bài báo nào nói về sữa của bò điên, bò trích thuốc tăng trưởng, sữa bò pha hóa chất trợ kim biên thì sao? Việc phân biệt kiến thức thực sự và kiến thức tài xế rất khó khăn, vì những bài viết kiểu này tràn ngập trên mạng, trải đều tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt nhiều các lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn vững chắc như kinh tế, sinh hóa học trong thực phẩm, y tế, vân vân. Bạn nên làm gì? Một khi chưa có kiến thức nhưng muốn tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó, chúng ta thường thích lên mạng xem những bài viết, những quan điểm theo kiểu mì ăn liền. Nhưng nghịch lý là khi chưa có kiến thức thì người đọc lại không thể phân biệt được đâu là một bài viết chất lượng hay không. Mà nếu đã có kiến thức thì đi đọc những bài mì ăn liền này làm gì? Rất may mắn là tuy không thể nào trở thành một con người toàn năng, am hiểu tất cả kiến thức từ tất cả các lĩnh vực, nhưng bạn có thể trang bị cho bản thân một tư duy hoài nghi để phần nào hạn chế việc tiếp nhận những thông tin sai lầm. Vậy tư duy hoài nghi là gì? Tư duy hoài nghi là việc luôn đặt ra những câu hỏi hoài nghi cho những thông tin đọc được. Câu hỏi ở đây không phải là chúng ta có thích cái kết luận rút ra từ cả chuỗi lập luận hay không, mà là liệu kết luận ấy có đi từ xuất phát điểm và những tiền đề đúng hay không. Tránh việc không bị các cảm xúc dẫn dắt mà nên nhìn vào bản chất của vấn đề. Những bài viết vớ vẩn thường sử dụng rất nhiều những ngôn từ đao to búa lớn nhằm dẫn dắt cảm xúc của người đọc đi theo ý người viết và bỏ qua những lập luận sai lầm của mình. Luôn có những bước kiểm tra độc lập đối với từng cơ sở lập luận.
nếu có một chuỗi lập luận, tất cả mọi mắt xích trong chuỗi đều phải chính xác, chứ không phải chỉ hầu hết các mắt xích. Google luôn là công cụ hỗ trợ đắc lực của chúng ta. Các lập luận không thể kiểm chứng, không thể sai lệch đều không có giá trị. Nhìn sự vật, sự việc từ nhiều góc nhìn nhất có thể, không nên cố bám víu vào một góc nhìn đầu tiên bạn tiếp nhận chỉ vì bạn thích nó. Định lượng. Nếu bất kỳ điều gì có một thông số, một số lượng hay một tỷ lệ nào đó gắn với nó, bạn có thể kiểm chứng độ xác thực của nó bằng cách kiểm chứng độ xác thực của các con số đó. Cách kiểm chứng thì Husky Wanna Fly đã có 2 bài viết rất hay và chi tiết, các bạn có thể đọc tham khảo. Link tác giả để cuối bài, còn link bài thì ở phần description. Những phương pháp kể trên chỉ là một vài biện pháp hạn chế phần nào việc tiếp nhận những thông tin lệch lạc đầy rẫy trên mạng. Nếu có thể, các bạn vẫn nên đọc từ những nguồn thông tin xác thực hơn như sách hay các bài báo khoa học chính thống. Bài mình viết dành cho những người lười đọc nên đã viết ngắn gọn hết mức có thể. Nếu có hứng thú, các bạn có thể tìm đọc cuốn Nghệ thuật tư duy rành mạch của tác giả Rolf Dobley sẽ hay và đầy đủ hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.